Trong đám cưới, anh chàng này cũng rưng rưng khi hứa hẹn với gia đình bên vợ: "Con xin cảm ơn bố mẹ đã trao Hà My cho con. Tại đây, mẹ đã trao và dặn dò con. Con hứa với bố mẹ sẽ yêu thương em, che chở cho em đến hết cuộc đời này." Nghe những lời này, khi cả hai đã đường ai nấy đi, khiến nhiều người rất tiếc nuối, dân tình không tránh khỏi vỡ mộng. Với ngôn tình vì hết cuộc đời, hóa ra cũng chỉ là 11 tháng thôi. Nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, đời tư của nữ giảng viên hot girl. Thì có rất nhiều người tò mò hỏi Âu Hà My là ai. Và Thạnh xin chia sẻ luôn, Âu Hà My là giảng viên trường đại học ngoại ngữ. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình sexy xinh đẹp. Thế nhưng trong cuộc đời của Âu Hà My lại trải qua hai mối tình lắm thị phi, với cùng là hai người làm diễn viên và đều lăng nhăng. Thì Âu Hà My, giảng viên xinh đẹp như hot girl, con nhà giàu có điều kiện nhưng lận đận tình duyên. Hà My xuất thân trong gia đình có khá giả, cô luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự thành công trong sự nghiệp và cuộc sống sung túc. Bản thân cô là người tài năng. Khi còn đi học, Âu Hà My từng nhiều năm liền sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Điều đáng khâm phục hơn là cô có 16 năm theo học tiếng Pháp. Khi thi đại học, nữ hot girl được tuyển thẳng vào trường đại học ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Khi còn là sinh viên năm 3, Hà My đã từng gây sốt cộng đồng mạng nhờ hình ảnh xinh đẹp được chụp lại lúc cô làm giám thị tại điểm thi đại học công nghiệp. Bạn trai cũ và chồng hiện tại của Âu Hà My là ai? Mọi người biết đến Âu Hà My nhiều hơn khi cô trở thành bạn gái và là vợ sắp cưới của diễn viên phi công Hà Duy, người từng nổi tiếng, từng đóng phim Đội Đặc nhiệm C-12. Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2017. Tháng 5 2018, cặp đôi tổ chức đám hỏi. Không lâu sau đó, Hà Duy đưa vợ tương lai đi thử váy cưới có giá gần 100 triệu đồng. Những tưởng hạnh phúc của hai người cứ thế tiếp diễn, rồi bỗng dưng Âu Hà My tuyên bố hủy hôn. Cô không đưa ra nguyên nhân là gì, nhưng chia sẻ với mọi người rằng anh Hà Duy rất tốt với mình. Nhưng một vài tin đồn cho hay nam diễn viên Hà Duy từng là người khá lăng nhăng. Sau khi đường ai nấy đi, nữ giảng viên cân bằng lại cuộc sống. Cô thường hay đăng ảnh đi du lịch vui vẻ bên gia đình. Rồi Âu Hà My tìm được tình yêu mới là hot boy trường sân khấu điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng. Một lần nữa, nữ giảng viên xinh đẹp lại chìm đắm vào mối tình ngọt ngào. Cả hai cũng nhanh chóng tiến đến hôn nhân vào năm 2019. Lễ cưới được diễn ra long trọng, tổ chức đám cưới hoành tráng, vô cùng ấn tượng. Được biết Trọng Hưng, chồng của Âu Hà My, là diễn viên cũng là đạo diễn, từng mở công ty riêng. Những sau 11 tháng kết hôn, Âu Hà My đăng tải trên trang cá nhân thông báo trên Facebook đã chia tay chồng, đồng thời tố chồng ngoại tình bỏ mặc vợ mới sảy thai. Vì người chồng quá tệ bạc, không những lừa dối vợ, gia đình vợ mà còn lừa dối nhiều người khác. Công ty anh thì phá sản, nợ 1 tỷ và gia đình vợ đứng ra trả giúp. Chưa dừng lại ở đó, trong lúc cô sảy thai, anh lại bỏ mặc vợ mình đến với nhân tình. Chuyện quá bị ổi, buộc Âu Hà My phải công khai cho mọi người biết, kèm với bài đăng là hình ảnh, tin nhắn và cả video làm chứng cứ. Chồng của nữ giảng viên có qua lại với một cô gái. Âu Hà My đã tới tận khách sạn để gặp chồng và nhân tình. Đi cùng cô còn có rất nhiều người, nhưng Âu Hà My không hề lồng lộn, đánh ghen. Cô nhẹ nhàng giải quyết, nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối ngay tại đó. Bài đăng của Âu Hà My khiến nhiều người bất ngờ, vì vốn dĩ ai nấy đều nghĩ rằng cô đang hạnh phúc. Cộng đồng mạng bày tỏ sự tức giận với chồng của Âu Hà My và dành sự đồng cảm cho nữ giảng viên. Gia đình của Âu Hà My giàu đến mức nào mà cho người chồng bội bạc 1 tỷ không cần đòi lại? Thì Âu Hà My khiến cả mạng xã hội xôn xao khi công khai loạt bằng chứng tố chồng là nam diễn viên Trọng Hưng có mối quan hệ ngoài luồng khi vẫn còn là vợ chồng hợp pháp.
Trong bài viết có hơn 136.000 lượt tương tác của mình, Hà My có nói đến việc khi vừa lấy chồng đã phải trả nợ 1 tỷ đồng và sau 1 tháng về chung nhà thì chồng phá sản. Điều này khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi trước đó chồng Hà My luôn thể hiện mình là người giàu có sang chảnh. Ấy thế nhưng điều khiến cho dân tình tò mò nhiều hơn nữa là việc Hà My nói rằng chính gia đình cô đã cu mang chu cấp cho Trọng Hưng mọi thứ. Vậy thực chất nhà Hà My giàu đến cỡ nào? Thì được biết Âu Hà My sinh ra là một con người con trong gia đình giàu có, bố mẹ đều kinh doanh lĩnh vực khách sạn. Ngay từ nhỏ Hà My được bố mẹ chiều chuộng và đầu tư khoản học hành. Do đó sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, Âu Hà My đã học tiếp lên thạc sĩ và bây giờ đang là giảng viên của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Thì cuối năm 2019, bố Hà My không may qua đời để lại sự nghiệp kinh doanh cho mẹ và Hà My gánh vác. Đến nay, nữ giảng viên là người sở hữu và điều hành hai khách sạn đều nằm ở những vị trí đắc địa trong thành phố. Trong đó có một cơ ngơi mang tên Âu Hà My và mẹ, bởi đây là công trình tâm huyết mà bố của cô nàng muốn dành tặng vợ con. Cả hai cơ ngơi đều nằm ở những vị trí đắc địa ở Hà Nội. Thì chắc hẳn nhiều người đã thực sự ngưỡng mộ thân phận của cô giảng viên xinh đẹp. Cô nàng thậm chí còn gây ấn tượng hơn khi chứng minh được thực lực tài giỏi. Tuy nhiên cô nàng lại kém may mắn khi hôn nhân sớm tan vỡ, dù trong quá trình chung sống đã cố gắng giúp chồng bằng khối tài sản của chính gia đình mình. Thì trong lúc mà yêu nhau thì chồng của Âu Hà My thường xuyên dành cho vợ nhiều lời mật ngọt đầy hứa hẹn lúc cả hai còn mặn nồng. Thông tin giảng viên xinh đẹp Âu Hà My đã chia tay chồng đang được dân tình bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Lý do được nữ giảng viên đưa ra là vì nửa kia đối xử tệ bạc với cô và gia đình. Ngoài ra Âu Hà My còn phải chịu rất nhiều cú sốc như mất bố, sảy thai. Trước đó Âu Hà My và chồng từng có cuộc tình đình đám và đám cưới đẹp như cổ tích. Họ dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn trên mạng xã hội. Hiện tại dân tình đang truyền nhau rất nhiều đoạn clip của cũ của vợ chồng. Trong đó Trọng Hưng, chồng của Hà My, đã nói rất nhiều lời hứa hẹn thề thốt với vợ và cả gia đình bên vợ. Khi còn yêu đương, nhân dịp Valentine, Trọng Hưng cũng chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho vợ trong không gian nhà hàng lãng mạn. Trọng Hưng nói: "Có hai điều anh muốn nói với em. Điều đầu tiên là dù bất cứ điều gì xảy ra thì anh vẫn luôn ở bên em, bảo vệ em. Điều thứ hai anh muốn nói là cô giáo, anh yêu em." Thì trong đoạn clip cầu hôn Âu Hà My ở Paris, Trọng Hưng rơi nước mắt xúc động. "Anh có thể đứng ở đây với em dưới chân tháp Eiffel. Chúng ta gặp nhau, yêu nhau là một định mệnh. Anh sẽ mãi ở bên em, cùng em vượt qua bao khó khăn. Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ làm cho em hạnh phúc, làm vợ anh em nhé." Trong đám cưới, anh chàng này cũng rưng rưng khi hứa hẹn với gia đình bên vợ: "Con xin cảm ơn bố mẹ đã trao Hà My cho con. Tại đây, mẹ đã trao và dặn dò con. Con hứa với bố mẹ sẽ yêu thương em, che chở cho em đến hết cuộc đời này." Nghe những lời này khi cả hai đã đường ai nấy đi, khiến nhiều người rất tiếc nối, dân tình không tránh khỏi vỡ mộng. Với ngôn tình vì hết cuộc đời, hóa ra cũng chỉ là 11 tháng thôi.